Xin chào các bạn, chúng ta cùng học tiếng Việt lớp 1 nhé. Bắt đầu học thôi nào. Bạn hãy thư chữ chờ ư chư ngã chữ giữ giờ ư dư ngã giữ ư hoa và ư thường. Thật tuyệt vời, bạn đã hoàn thành bài học này. Giúp ba mẹ cho bé ăn trái cây. Ư U Ư Gì Ư U Thật tuyệt vời, bạn đã hoàn thành bài học này. Bạn hãy chạm vào nút bên dưới để quay về mục lục.